Sai lầm lớn nhất đầu tiên, đặc biệt là với ông dạy con mới lớn, các chị ạ, quá chú ý tới lợi nhuận. Cho nên tí nữa chúng ta sẽ có nhiệm vụ của quản trị tài chính xác định thật rõ để các bạn làm. Còn cái việc giao cho tổng giám đốc tài chính thì giao rồi. Nhưng mà trước khi chúng ta làm các cân đối ở trong tài chính thì các sai lầm mang tính chết người không cứu được thì sai lầm chiến lược của quản trị tài chính nó gồm những sai lầm nào nhé? Thì đây là những cái sai lầm chiến lược. Tí nữa chúng ta sẽ làm chiến lược tài chính, chúng ta chạy cho đúng, nhưng một mặt khác chúng ta phải triệt tiêu bằng được, ưu tiên hàng đầu, đừng để nó lâm vào những cái gạch đầu dòng này. Thì các chị đã bịt được là các chị đứng trên mặt đất rồi, chứ để nó xuống âm mặt đất các bạn hết cửa. Những cái huyền tử của thế giới nó chỉ ra chết như ra chiến lược tài chính là để tấn công. Thì bây giờ trước khi tấn công các bạn đừng xuống âm đã, sau các bạn đứng trên mặt đất thì bắt đầu mới làm chiến lược để sống lên. Thì cái độ âm của các bạn đang bị những sai lầm mà tôi thấy nó là sai lầm chết người. Thì sai lầm chiến thuật thì mình chữa được, chứ sai lầm này không chữa được đâu. Vậy thì lúc mà làm quản trị tài chính, ưu tiên một đừng để chết đã, ưu tiên hai bắt đầu mới tấn công. Thì cái sai lầm nó gồm những sai lầm sau đây mà chúng ta có từng dấu cộng một. Nếu các bạn đã dính rồi thì tí nữa chúng ta lại bắt đầu đi xử lý nó, nhưng đừng để nó dính các bạn ạ. Được nhá. Sai lầm lớn nhất đầu tiên, đặc biệt là với ông dạy con mới lớn, các chị ạ, đó là quá chú ý tới lợi nhuận mà quên hẳn đi sự phát triển bền vững của công ty. Tôi hy vọng các bạn người lớn một tí, trưởng thành một tí, chứ còn các bạn ghi xong các bạn lại thấy nó là cái gì ấy. Các bạn thì gần như cả lớp này chết hết. Còn tất cả cái lũ trung tâm đào tạo và mấy giáo sư tiến sĩ mà tôi biết mà cứ gặp ghé tôi chết sạch, chỉ hung hăng. Thế thì bây giờ công ty của bạn, đời bạn, thì đây là đô thị và đây là thời gian, còn đây là cường độ các bạn ạ. Cường độ cao của nó. Thế bây giờ bạn mới phát triển mình thì bạn phát triển đấy, phải không? Cái góc alpha nó rất là lớn. Nếu alpha lớn thì cái đáy này nó không chịu nổi cái tường nhà nó cao thế này, cho nên đẩy cái alpha lớn thì độ vững chãi nó tìm. Nhưng mà lợi nhuận, úi giời ơi, mơ màng. Bây giờ cách thứ hai, ta không quan tâm đến những lợi nhuận nhiều lắm, ta chỉ ở giai đoạn một ta đủ sống đó. Cái thứ hai, nếu không đủ sống ta làm giàu, nhưng đây là làm giàu nhanh, bây giờ bố mới cho từ từ làm giàu từ từ về cái đồ thị nó chạy thôi. Như vậy alpha 1 ở đây là alpha 2, như vậy công ty tôi vẫn tiến lên mà, nhưng cái tốc độ tiến lên nó rất là hẹp. Nhưng mà đổi lại thì cái nhà của tôi xây cái móng, cái nhà Thủ Đức ấy, là lúc ấy nó còn rẻ, tôi xin giấy phép tôi xây cái móng là 15 tầng. Nhưng khi tôi xây nhà tôi ở, tôi xây có 1 tầng. Riêng cái tiền móng và cái giấy phép cái nhà đó bây giờ tôi bán đã là đống tiền. Các bạn ạ, vậy thì bây giờ vẫn cái nền nhà đó, bạn xây nhà 4 tầng hay 1 tầng thì nó tương quan được cái nọ mất cái kia. Nếu bạn chơi 4 tầng thì bạn sẽ mất sự bền vững. Nếu bạn xây 1 tầng, bạn đạt bền vững, nhưng đổ lại độ cao thấp. Cho nên cái sai lầm người ta là nó cân là tốt nhất. Nhưng các bạn ấy, nhất là cái đám trẻ, nhất là cái đám chưa bị ăn đòn, thì các bạn lại quá chú ý đến số tầng, quá chú ý tới lợi nhuận, cường độ lợi nhuận, quá chú ý mà các bạn quên cái móng không chịu được đâu, lại không chú ý đến sự bền vững. Vậy thì các bạn à, các bạn bị một cái tật về tài chính, quá hăng hái, không tài nào cam được, ngồi trên xe hơi, ngồi trên bữa nhậu. Tôi biết nó chết rồi, cái nền nhà này chịu thế, cái tốc độ này nó gọi là rủi ro sức gánh, mà cứ thế thôi. Đến lúc chết rồi, thầy giờ làm thế nào? Tôi nói thật các chị, cái chết này đang mang tính chiến lược, chịu. Cho nên các bạn à, các bạn còn non là một, nếu tôi nói những thằng lớn tuổi, các bạn còn trẻ lại càng non nữa, thì tôi nói với thằng ít tuổi, đời còn dài.
Và tôi là thằng điển hình của điển hình, tôi cực kỳ thành công ở khái niệm vững chãi, chứ tôi quan tâm tới lợi nhuận. Và tôi luyện cái thằng Trọng đến cùng cực, nó mới học được tôi một chút cái điều này. Nhân sự để vận hành công việc. Và nhân sự thứ hai là nhân sự giải quyết công việc. Lúc này chỉ có tôi, Lê Thổng Dương giải quyết được vấn đề cho doanh nghiệp. Tôi nói thật cho mày chết. Vì chúng mày khó khăn thì lượng vấn đề cần giải quyết tăng đột ngột. 3 tuần tôi không còn tí năng lượng. Tôi nhận thức rất rõ các bạn ạ. Vậy thì tôi mong các ông, các ông đã lực thì đã yếu, ở nhà thì thứ nhất tiền yếu, thứ hai kiến thức yếu các bạn ạ, thứ ba toàn bộ thị trường yếu, còn có chắc đi lừa mới kinh. Thì cái sai lầm đầu tiên về tiền bạc á, là các bạn quá ham hố về lợi nhuận mà các bạn quên cái phần bền vững. Hai chậm cụ thể đi sau. Đó là công ty đã quá tin tưởng. Cái thằng giám đốc nó ngây ngô chứ các bạn ạ, quá tin tưởng. Giao phó hoạt động tài chính cho các nhà tài chính chuyên nghiệp. Nó gọi đây là bệnh nghề nghiệp. Cho nên quá tin tưởng và giao cho các nhà tài chính chuyên nghiệp để hoạch định hoạt động tài chính. Nhưng rất tiếc, các nhà tài chính chuyên nghiệp kiến thức cực kỳ phiến diện. Người ta gọi đây là bệnh chuyên môn chủ nghĩa các bạn ạ, cực kỳ phiến diện, chỉ biết tài chính. Do đó họ làm tất cả, kiếm thật nhiều lợi nhuận cho công ty, không có một tí kiến thức và thái độ nào để phát triển bền vững công ty cả. Và điểm cuối cùng, PR là một pháp nhân. Mà đứng đầu PR là có một chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc điều hành luôn, đó là anh Nguyễn Cộng Trọng. Và toàn bộ địa chỉ, số điện thoại hiện, vì tôi nói ra xong các bạn cũng quên, hiện trên cái màn hình của phần giới thiệu này. Rất cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi, và cùng chúc nhau sức khỏe, cùng chúc nhau thành công, cùng chúc nhau hạnh phúc cho tất cả các mặt hoạt động, trên các mảng hoạt động của chúng ta. Xin chào. Trường Doanh Nhân PR.